đầu bếp vẫn nướng miệt mài, vì khách rất là đông. Mà hàng ngày tới giờ này là giờ cao điểm của quán 116 rồi các bạn. Khoảng sau 5 rưỡi chiều, sau giờ hành chính của các công ty, các cơ quan, mọi người tụ tập ở đây để ăn vặt và lai rai với nhau rất là nhiều. Đây, đầu bếp đang bỏ mỡ hành cho ốc tỏi và cả con sò điệp. Sò mồng. Mình đút bên kia anh ơi. Nhìn rất là đã mắt. Đây là quán ốc và gà nướng 116 nổi tiếng nhất đường Phan Lưu các bạn. Ở địa chỉ 116 xẹt 3 Phan Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận các bạn. Các bạn có thể thấy khách ngồi hàng rất là đông. Đây, khách mới vào đang chờ món, và cả những cái khách đã ăn xong rồi đang quay. Đây, các bạn có thể thấy đây là quán 116. Quay gà hay đừng quay con nha con. Quán này chuyên bán ốc và gà nướng. Ở địa chỉ 116 xẹt 3 xẹt 5 Phan Lưu, phường 3 Phú Nhuận nha các bạn. Đây, mình thấy xe rất là đông rồi. Đây là chân gà nướng và cánh gà nướng và thịt ba chỉ. Còn cái sau này là tim gà nha các bạn. Đây là ốc ốc bươu sốt tiêu nướng than hồng đây. Đây là cái lò BBQ của quán 116. Đây, đầu bếp trẻ đang quay đầu bếp nữa. Đây các bạn, đây và quán 116 chân gà và ốc nổi tiếng. Đây là quang cảnh trong cái hẻm 116, toàn cảnh quán ốc nhìn từ trước. Có giữ xe BBQ đằng trước và tới quay. Cô Phụng là chủ quán ốc đang chế sốt cho khách mang về. Đây, đầu bếp đang thay than cho lửa BBQ. Ở đây có món tim gà đó các bạn. Tim gà nướng BBQ, nướng lửa than hồng đó. Đây là cái tủ đựng gia vị của cô Phụng. Đựng rất là nhiều thức ăn này, cánh gà, đùi gà nướng và cả ốc bươu và chân gà trong này nữa. Đây, ốc bươu để chuẩn bị làm những cái món nướng sốt tiêu. Đó, các bạn có thể thấy. Đây, cô Phụng đang bỏ đồ ăn cho khách mang về. Thì từng gia vị và những thứ để ăn những cái món xiên gà rất là gọn gàng, rất là đơn giản của quán 116 của Phụng. Cô Phụng ơi, quán mình mở từ mấy giờ đến mấy giờ cô? 4 giờ đến 9 rưỡi. 4 giờ chiều đến 9 rưỡi hả cô? Cô Phụng, quán mình là bán được bao nhiêu năm rồi cô Phụng? 4 năm rồi cô. 4 năm hả cô? Món đặc sản của quán mình là món gì cô? Ốc bươu sốt tiêu. Ốc bươu sốt tiêu là đặc sản, một suất là bao nhiêu tiền ạ? 35 ngàn. Còn chân gà? 15 ngàn cặp. Còn cánh gà sao ạ? Cánh thì 25 ngàn một cái. Còn tim gà? 15 ngàn một cây. Dạ, rồi cũng cảm ơn cô Phụng. Là dĩa ốc bươu sốt tiêu nướng BBQ của quán cô Phụng, 116 hẻm Phan Đức Lưu, phường 3 Phú Nhuận. Một dĩa này là bao nhiêu tiền anh? 35 ngàn. 35 ngàn, rất là rẻ nha các bạn. 35 ngàn thì được một dĩa ốc bươu sốt tiêu. Đây, chúng ta có thể nhìn cận cảnh tim gà nướng BBQ. Cái này là tẩm gia vị chưa anh ha? Tẩm rồi. Tẩm gia vị hết rồi nha các bạn. Còn đây là thịt ba chỉ. Đó, các bạn có thể thấy. Đây là chân gà nướng BBQ. Và bên cạnh là cánh gà đã vàng và sắp ra dĩa đem cho khách rồi các bạn. Món này là ốc gì anh? Con này con gì? Chim chép. Chim chép này bao nhiêu một dĩa anh? Chim chép nhiêu dĩa con? 35. Chim chép và ốc bươu cùng bằng giá các bạn, 35 ngàn một dĩa. Đây là cái bếp BBQ của quán 116 cô Phụng. Đầu bếp đang lấy thức ăn ra để nướng cho khách. Ta có thể thấy
rất là nhiều món đã trên bếp rồi và lửa đang nghi ngút khói. Đầu bếp đang dùng bao tay để bỏ ốc lên trên bếp BBQ nướng ốc bươu sốt tiêu. Còn đầu bếp bên kia thì đang chờ những cái chân gà, những cái cánh gà và thịt ba chỉ cho phải cháy. Cô Phùng đang gói chân gà về cho khách 15 ngàn một cặp nha các bạn. Đây là đồ ăn khách gọi trên bàn nha các bạn. Đây chắc là khách ruột của quán cô Phùng đây. Đây là chân chép nướng mỡ hành đậu phụ. Bên này là ốc bươu và ốc hương nữa. À, ốc len sầu dừa. Và cả bánh bao nướng nữa. Thôi em chào anh chị, cho em hỏi là anh chị biết tới quán của Phùng lâu chưa ạ? 1 năm. 1 năm rồi. Anh chị có hay ghé không ạ? 1 tháng ghé 1 lần. 1 tháng ghé 1 lần. Anh chị ở xa đây không ạ? Hóc Môn. Dạ? Hóc Môn rồi. Hóc Môn mà ra tới đây ạ? Thì cho em hỏi là anh chị thấy giá ở đây thế nào? Giá hợp lý, bình dân hả anh? Anh thấy đồ ăn có ngon không ạ? Ngon. Web đang chế sốt tiêu vào trong con ốc bươu. Đó. Rất là sôi rồi các bạn. Đầu bếp đang gấp ốc bươu sốt tiêu về cho khách. Một dĩa 35 ngàn ốc bươu sốt tiêu vậy bao nhiêu con anh? 8 con. 8 con 35 ngàn. Đây, sầu điệp đã sôi rồi. Mỡ hành nha các bạn. Rất là nóng hổi, rất là thơm. Thịt đã vàng ươm lên. Làm rớt rồi con. Đùi gà cũng vàng ươm rồi các bạn. Đầu bếp đứng chở liên tục nên thức ăn vừa chín đều vừa vàng. Rất thơm ngon. Đây, đầu bếp đang xắt thịt ba chỉ. Nướng tận gia vị. Một dĩa này là bao nhiêu tiền anh? 25 ngàn với hai cái màn thầu. Hai cái màn thầu nữa là 25 ngàn. Dạ. Đó, bỏ hai màn thầu lên. Đây. Một dĩa với lại 25 ngàn. Cái đó phần nó đem về con ơi. Đây, đầu bếp đang chế sốt tiêu và con ốc bươu. Bươu sốt tiêu nướng. Quay đầu bếp luôn anh. Đây là ốc gì anh? Ốc nàng tiên. Ốc nàng tiên nè. Bao nhiêu dĩa anh? 35 ngàn. 35 ngàn dĩa luôn. Đây giá chung là 35 ngàn. Ốc nàng tiên này thì nướng với gì? Sốt tiêu, mỡ hành. Cũng sốt tiêu hoặc là mỡ hành luôn hả? Khó nhìn cảnh nướng bếp than hồng là khó mà tưởng lại lắm các bạn. Đây là quan cảnh của quán. Và đây là menu. Là quán mở cửa từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi đêm nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem menu của quán. Ốc bông xào bơ này, 35 ngàn phần này. Ốc mỡ này, ốc hương này, 65 ngàn. Ốc len xào dừa là 50 ngàn một phần. Cái món sò như sò điệp, sò dương, sò lông, sò nghêu, chim chết. Giá khoảng 35 tới 45 ngàn một dĩa tùy món nha các bạn. Và chúng ta qua cái trang thứ hai là các món khác như mực nướng sa tế 50 ngàn phần, bắp bò sốt chua ba loại nướng 25 ngàn một phần, khoai tây chiên 20 hoặc là 40 ngàn một phần. Màn thầu chỉ có 3 ngàn cái thôi và đậu hũ sốt tiêu chỉ có 20 ngàn một phần. Và các loại nước uống giải khát và rất là nhiều món ốc khác tại quán 116. Đùi gà nướng có 35 ngàn cái,
cánh gà nướng là 25.000 một cái, chân gà 15.000 một cặp, mè gà nướng 15.000 phần, tim gà nướng 15.000 phần, ốc bươu qua sốt tiêu 35.000 phần, ốc nàng tiên 35.000 phần và ốc tỏi nướng có giá theo thời giá thì ốc cần na được khoảng 40.000 phần. Khách đang vào nữa bạn. Đây là ốc gì ta? Sò dương, sò dương. Đây cũng sò dương. Nướng mỡ hành hoặc nướng bơ, sốt tiêu tỏi, hoặc là sốt tiêu. Nếu mà tùy theo khách vậy. Đầu bếp đang tay than, đang trải than ra để cho la nướng cho chín đẹp. Khách đang ăn dĩa ốc tỏi, ốc bươu qua sốt tiêu và cả ốc nàng tiêu. Sốt tiêu nữa các bạn, khách không có nhậu nữa, uống nước ngọt. Em chào anh, cho em hỏi là anh biết đến quán 116 lâu chưa? Cũng mấy năm rồi. Anh thấy thức ăn ở đây thế nào? Đi rất là nhiều quận, ăn ốc rất nhiều, nhưng mà mình thấy trong này là ốc không gì nhất. Là giá thành ở đây anh thấy thế nào? Giá là bình dân. Bình dân ạ. Anh hay ăn những cái món nào là ngon nhất ạ? Ốc tỏi, sò dương, rồi ốc thần tiên, ốc bu. Dạ. Anh những món đó. Cho em hỏi là anh ở xa đây không ạ? Em ở Gò Vấp. Dạ, 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 từ Gò Vấp chạy qua đây ăn. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Quay đây nguyên phim bạn. Nguyên phim bạn. Đây nha. Qua màn thầu để ăn kèm với lại cái món của quán cô Phùng. Nãy 365 phải không? Ốc nàng tiên. Ốc bươu sốt tiêu. Đây những món đầu bếp nướng sẽ bỏ vô đây để cô Phùng phân. Đây là đầu bếp. Đây là khách đang ăn ốc nền tiêu và ốc bươu sốt tiêu. Đây các bạn. Bạn có thể thấy đây là dĩa ốc bươu sốt tiêu và ốc nền tiêu. Đây là một bàn cả nhà đi ăn rất là đông các bạn. Bạn có thể thấy đây là một bàn rất là đông. Người nhà và những bạn bè thân. Em chào chị. Chị ơi, cho em hỏi chị biết đến quán 116 của cô Phùng lâu chưa? Chị thấy món ăn ở đây như thế nào ạ? Chị thích món nào nhất ở đây ạ? Nướng sốt tiêu ạ. Chị thấy giá ở đây thế nào chị ha? Giá rẻ. Giá rẻ hả chị? Dạ rồi, em cảm ơn chị và cả nhà nhiều. Rồi ghế lên đây. Tư quán rất là đông rồi các bạn. Thêm nữa rồi. Ba cái nữa rồi. Rất là đông. Các bạn chờ món ăn. Các ta đang lại rài với nhau. Đã gần full rồi các bạn. Rất là đông. Rất là đông chuyện thịt đất mè, tiền gà nướng và ốc nướng sốt tiêu của quán 116. Quán 116 sẽ có một cái không gian. Khách tới đầu bàn sẽ gọi nhắn trước. Rất là đông rồi. Rất là đông. Các bạn trẻ, các bạn bè làm các cơ quan sau giờ hành chính, các văn phòng thì những người ốc sẽ rất là đông. Thank you.
chung với bé.